Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Đại Mr. Trong 4 clip trước về nhân vật Đường Tam, mình đã giới thiệu sơ bộ về cuộc đời, vũ hồn, hồn kỹ cũng như lĩnh vực của Đường Tam. Nếu các bạn chưa xem thì có thể xem lại các clip đó trên kênh của mình. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì hãy để lại cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ok, chúng ta sẽ đi vào chủ đề của clip ngày hôm nay. Trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu với nhân vật Đường Tam, mà cụ thể hơn đó là thần kỹ và thần khí. Thần kỹ và thần khí ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu đó là thần kỹ bao gồm hải thần thần kỹ và tu la thần khí. Về thần khí bao gồm có hải thần thần khí và tu la thần khí. Nào chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu thôi nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các thần khí. Và thần khí đầu tiên đó là của hải thần thần khí. Thần khí thứ nhất trong hải thần thần khí đó là hải thần chiếm đoạt. Hải thần chiếm đoạt có thể loại bỏ các điều kiện bất thường, có thể tùy tiện phá giải thiên sứ bát dực của thiên nhận tuyết. Hải thần thần khí thứ hai đó là bích la hải thần vô tận uất la, có thể sử dụng hải thần lĩnh vực để dẫn dắt sức mạnh của toàn bộ đại dương để tấn công đối thủ. Uy lực có thể nói là ngang cơ với một số kỹ năng của thiên nhận tuyết như đại nhật, thiên sứ và vạn dương lăng thiên. Về hải thần thần kỹ thứ ba đó là thái âm chân thủy chi long. Lúc đối chiến với thiên nhận tuyết ở hải biển, Đường Tam đã tạo ra một con rồng dài hàng trăm mét bằng việc hấp thụ sức mạnh của thái âm chân thủy. Uy lực ngang cơ với kỹ năng thái dương chân hỏa của thiên sứ thần. Hải thần thần kỹ thứ tư đó là thủy nguyên tố phân thân. Thủy nguyên tố phân thân có thể tạo ra một phân thân từ thủy nguyên tố tinh khiết nhất. Về hải thần thần kỹ thứ năm đó là hoàng kim thập tam thức. Đây là một kỹ năng tự thân Đường Tam sáng tạo ra, bao gồm 13 kích từ đệ nhất kích cho đến thập tam kích. Đệ nhất kích đó là vô địch phong ba, là kỹ năng khống chế mạnh nhất tại thần giới, tích hợp tấn công lẫn phòng thủ. Đây là kỹ năng khống chế duy nhất, đồng thời uy lực cũng là mạnh nhất, có khả năng phóng thích một thứ được gọi là đa kình sắc quang. Một khi bị trúng chiêu, bất luận đối thủ mạnh bao nhiêu đều sẽ bị tê liệt, không cách nào di chuyển. Có tác dụng trong khoảng 8 giây và ít nhất là 3 giây. Tuy nhiên kỹ năng này có thể bị đối thủ né tránh hoặc là phá hủy. Về đệ nhị kích đó là thiên tái khoảng không du, là đoàn thể công kích kỹ, là một kỹ năng có thể tấn công đoàn thể. Bằng vào chiêu này, Đường Tam có thể kích trọng thương Bỉ Bỉ Đông, đồng thời đẩy lui 5 gã phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, khi hồn lực của Đường Tam lúc đấy chỉ đạt cấp 85. Ngoài ra cậu ta cũng từng sử dụng chiêu này để phá vỡ hàng phòng ngự của 5 vị trưởng lão Hạo Thiên Tông hợp sức. Đệ tam kích nhất khú bất phản, là kỹ năng tấn công đơn lẻ, uy lực vô cùng khủng khiếp. Bằng vào chiêu này, cậu lần thứ hai đánh trọng thương Bỉ Bỉ Đông, mà lúc này Bỉ Đông đã thăng cấp đến 99 cấp hồn lực, còn Đường Tam vẫn đang tại cấp 85. Đệ thập kích đó là Hải Chi Dương. Đây là một kỹ năng tấn công đơn thể. Đệ thập tam kích, nhân kích hợp nhất, đấu chuyển tinh di, là kỹ năng tấn công đơn thể, mượn lực đả lực, sức mạnh tạo ra vô cùng khủng khiếp. Thiên sứ thần thiên nhận tuyết dưới một chiêu này cũng phải bị thương nặng. Đệ thập tam kích hợp nhất, Hải Thần Hoàng Hôn, có khả năng bút sức mạnh cho tất cả các hồn hoàn, uy lực được tóm gọn bằng 8 chữ: thần kích vừa ra, hủy thiên diệt địa. Mình cũng nói thêm là từ kích thứ 4 đến kích thứ 9, kích thứ 11 và 12 không được tác giả giải thích nên không được liệt kê. Nếu thật sự có thì đều là bịa đặt mà thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu sang Tu La thần kỹ. Tu La thần kỹ thứ nhất, Tu La thẩm phán, có năng lực thẩm lý và phán quyết tất cả của Tu La thần. Tổng cộng có 6 đạo hồng quang tựa như hoa tươi nở ra, sau đó bao phủ và xâm nhập vào thân thể của đối phương. Người bị thẩm phán nhẹ nhàng thì bị thương, nặng thì chết ngay lập tức. Tuy nhiên điều kiện là hồn lực của đối phương phải thấp hơn người thi triển một cấp, hoặc là thấp hơn một cấp thần chi. Và năng lực này thì không có tác dụng với các thần vương. Tu La thần kỹ thứ hai đó là Tu La huyết kiếm. Đây là một siêu thần kỹ kỹ năng, nhân kiếm hợp nhất, thần hồn hợp nhất, mà chất là phải thiêu đốt Tu La huyết mạch, không tiếc hao tổn bổn nguyên để làm một kích toàn lực. Uy lực có thể sánh ngang với thần kỹ của thần hủy diệt, có khả năng hủy thiên diệt địa. Tu La thần kỹ thứ ba đó là tam giới thẩm phán chi kiếm. Thanh kiếm tối thượng được ngưng tụ bởi sức mạnh của 5 đại thần vương, đó là thiện, ác, hủy diệt, sinh mệnh và Tu La, được sáng tạo ra sau cuộc chiến của Long Thần và từng một lần đã giết chết Kim Long Vương. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu sang thần khí. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về hải thần thần khí. Hải thần thần khí thứ nhất, hải thần tam xoa kích. Đây là một siêu cấp thần khí, chỉ có thể cầm trong tay mà không thể thu vào trong hồn đạo khí. Nếu cưỡng ép thu vào trong hồn đạo khí thì hồn đạo khí sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Thần khí này nặng 108.000 cân, nhưng khi Đường Tam nắm trong tay chỉ nặng 108 cân, mà uy lực xuất ra vẫn không hề thay đổi. Chỉ cần rời khỏi tay Đường Tam thì sức nặng sẽ lập tức khôi phục. Ngoài ra trong lúc tấn công, nếu được phối hợp với kỹ năng khống chế trọng lực, có thể khiến hải thần tam xoa kích nặng thêm 10 lần, tức là đạt tới 108 vạn cân. Càng mạnh mẽ hơn là nếu kết hợp với kỹ năng của hoàng kim 13 thức. Bằng vào cách này, Đường Tam mới có thể lấy được thần vị hải thần, thành tựu thần vương. Hải thần thần khí thứ hai đó là hải thần thần trang. Hải thần thần trang là do hồn cốt bên ngoài hóa thành, có tác dụng chính là tăng phúc và phòng thủ. Cũng bởi vì bát chu mâu tiến hóa thành 8 chiếc cánh ở phía sau, nên có thêm tác dụng là phi hành và cường hóa năng lượng. Tu La thần khí thứ nhất đó là Tu La kiếm. Đây cũng là một siêu cấp thần khí. Tu La kiếm còn được gọi với những cái tên khác, đó là Tu La ma kiếm.
Tula Thần Kiếm, Tula Huyết Kiếm. Đây là một thanh cự kiếm có kích thước khổng lồ và với chiều dài là 2m, lấy thân thể của Tiểu Vũ để làm vỏ kiếm. Ngoại thân kiếm đỏ như máu, phủ đầy ma văn, chứa đầy hơi thở giết chóc vô cùng khủng khiếp. Tula thần khí thứ hai đó là Tula Thần Trang. Tula Thần Trang là một bộ giáp màu máu được phủ bằng lưỡi kiếm đỏ với vô số ma văn và những chiếc gai lổi xung quanh. Kích thước thì lớn hơn bộ Hải Thần Thần Trang, Thiên Sứ Thần Trang và La Sát Thần Trang. Tula Thần Trang có khả năng phòng ngự mạnh mẽ, có thể đỡ được công kích mạnh nhất của Thiên Nhận Tuyết mà không bị vỡ lát. Ok, trên đây là tất cả những gì về sức mạnh, đặc tính cũng như kỹ năng của các thần kỹ và thần khí của Đường Tam mà mình muốn gửi đến các bạn. Video mình đến đây là hết mất rồi. Nếu các bạn có vấn đề nào mà muốn mình làm thì hãy để lại dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.